Xin chào tất cả các bạn và các em, chúng ta quay trở lại với chuyên đề bài tập ST 15 phút mỗi ngày đề số 07. Đây là chuỗi những cái câu bài tập về ST cực kỳ hay, cực kỳ chất mà thầy tuyển tập và tuyển chọn ra để có thể cho các em có cái phần kiến thức sâu hơn về ST để các bạn có thể nắm chắc được hơn về cái từ lý thuyết ST, một trong những phần rất quan trọng của chương trình hóa học lớp 12. Câu số 1, phân tích hợp chất hữu cơ, người ta thu được phần trăm khối lượng tỷ khối hơi của x. Thế thì cái chỗ phần tỷ khối hơi của x này, tỷ khối hơi của x này so với hydro là 30 này, thì từ đó này thì mình sẽ suy ra được là phân tử khối của x nó sẽ bằng là 30 nhân 2 thì bằng 60. Được không ạ? Vậy thì với ngay cái giá trị 60 ạ thì chúng ta bấm máy tính mình thử được luôn, thì A bỏ đúng không? Ý A chỗ này không thể bằng 60. Ý B bỏ, ý B bằng 74 mà. Ý A này là bằng 30 mà. Ý C này bằng 60 này. Ý D này bằng bao nhiêu? Ý D này mình bấm xem bằng bao nhiêu. 12 nhân 3 cộng 4 cộng 32 bằng 72. Vậy là ngay lập tức mình chọn ngay đáp án C luôn. Đấy, đấy là cái cách chúng ta tinh ý khi chúng ta làm bài tập các em nhé. Tinh ý khi làm bài tập nó quyết định rất nhiều. Câu số 2. Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam etin acetat. Etin acetat công thức của nó là CH3COOC2H5. Chúng ta tìm được số mol là 13,2 chia 88 bằng 0,15 mol. Đốt cháy hoàn toàn. Đấy, thì mình thu được hỗn hợp gồm CO2 và H2O vào bình đựng BaOH2 lần dư. BaOH2 lần dư thì thấy khối lượng bình A tăng. Thế thì khối lượng bình tăng chính là bằng khối lượng của CO2 và nước. Thế thì đến đây mình đi bảo toàn carbon ạ. Đây, 0,15 đây có 4 carbon, 0,15 nhân 4 bằng 0,6. Bảo toàn hydro 0,15 nhân với lại 8 chia 2 bằng số mol hydro bằng 0,6. Vậy mình sẽ có khối lượng bình tăng thì chính bằng tổng khối lượng của CO2 và nước mà bình tăng. Thì chính bằng tổng khối lượng của CO2 và nước 0,6 nhân 44 cộng 0,6 nhân 18 bằng 0,6 này nhân 44 cộng 0,6 nhân 18 bằng 37,2 gam. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D, 37,2 gam. Câu tiếp theo, câu số 3. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một este x. X này 0,15 mol này đốt cháy hoàn toàn này thì thu được CO2 này. Số mol CO2 là 10,08 chia 2,4 bằng 0,45. Và H2O số mol là 8,1 chia 18 bằng 0,45 nữa. Vậy mình nhìn thấy này, số mol CO2 nó bằng số mol nước, vì vậy suy ra este này là este no đơn hở. Và công thức tổng quát của este no đơn hở nó là CnH2nO2. Được không ạ? Thế thì ngay lập tức mình sẽ tìm được số nguyên tử carbon, nó sẽ bằng là 0,45 chia 0,15. 0,45 chia 0,15 bằng 3. Vậy suy ra cháu nó là C3H6O2. Đáp án đúng là đáp án C. Câu số 4. Úi dồi, nhìn câu số 4 nhìn hơi kinh. Đúng không các bạn? Câu số 4 nhìn hơi hoang mang chút nhỉ. Sao phong hóa hoàn toàn m gam một este no đơn chức bạch hở. Vậy công thức tổng quát của este no đơn chức bạch hở là CnH2nO2. Sao phong hóa hoàn toàn bằng 26 gam dung dịch MOH 28%. Thì mình sẽ tìm được cái khối lượng nguyên chất của nó. M là kim loại kiềm thì khối lượng nguyên chất nó là 26 này nhân 0,28 này. Ra khối lượng nguyên chất nhỉ. Là bằng đây 7,28 gam. 7,28 gam. Đấy. Và trong thằng này thì có nước. Thì trong thành phần này nó có cả nước mà. Thì nước ở bên trong nó là 26 trừ đi 7,28 thì bằng là 18,72 gam. Thế là trong này nó có 18,72 gam nước. Được chưa? Thế là thu được hỗn hợp nhá, thu được hỗn hợp. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được chất lỏng X. Chất lỏng chắc chắn là ancol. Ancol X nặng 24,72 gam. Và chất rắn khan Y
nặng 10,08 gram. Đốt cháy hoàn toàn Y thì mình thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và muối carbonat khan. Muối carbonat khan là M, chết ghi NA. M 2CO3. Khối lượng là 8,97 gram. Mặt khác, cho ích tác dụng với natri dư thì mình thu được hydro. Số mol hydro là 12,768 chia 2,4 bằng 0,57. Xác định phần trăm khối lượng của muối trong Y có giá trị gần nhất với bằng bao nhiêu. Thế thì bây giờ mình đi bảo toàn. Mình bảo toàn thì có phải là toàn bộ M ở bên trong MH này chui hết vào trong M trong M2CO3 không? Nên ở đây mình sẽ có là 7,28 phần M cộng với chỗ này là 17. Được chưa? Thì bằng 2 lần số mol anh này. 2 nhân với 8,97 phần 2M cộng với 60. Và đây mình tìm được M. Cái chỗ này chúng ta phải bấm máy tính thôi các bạn. 7,28 này alpha A cộng 17 này bằng này 2 nhân này 8,97 này 2 alpha A cộng 60 này. Đấy chưa? Đây mình sẽ có M bằng 39. M bằng 39 phải chắc chắn nó là kali. Ngon là một cháo đã. Vì nó là kali. Thế thì mình sẽ tìm luôn số mol KOH. 7,28 trên 56. 0,13. Được không ạ? Muối này nó sẽ là 8,97 chia cho 39 nhân 2 cộng 60 cũng bằng 0,13. À đúng rồi, 0,065. Rồi, ngon rồi. Thế bây giờ liên quan đến chỗ chất lỏng thì chất lỏng chúng ta thì gồm có là ancol và nước. Chất lỏng thì chắc chắn là có ancol và nước. Đúng không ạ? Thì cái nước của chúng ta đã biết rồi, số mol của nước là 18,72 đề bài cho ban đầu. Chia cho 18 bằng 1,04 mol nước. 1,04 mol nước. Được chưa ạ? Thế còn ancolic thôi. Đây là ethanol đơn chức nên ancol này nó sẽ là ROH. Được không ạ? Thế thì khi tác dụng với natri dư á thì mình sẽ có là số mol, mình sẽ tìm được số mol của ROH tại vì mình sẽ có là hydro này, 2 lần số mol H2 sẽ bằng 1 lần số mol nước cộng 1 lần số mol ancol. Đúng không ạ? Vậy mình sẽ có là 0,57 nhân 2 trừ đi 1,04 bằng, đấy ra số mol ROH là bằng 0,1. Đây số mol nhóm ROH này bằng 0,1. Thế thì ngay lập tức từ đó mình có tổng khối lượng của nước và khối lượng của ancol thì bằng 24,72. Đúng không ạ? Vậy mình sẽ có này, M của nước cộng với lại M của ancol thì bằng 24,72. Vậy hoàn toàn mình sẽ tìm được phân tử khối của ancol nó bằng là 24,72 trừ 1,04 nhân 18 được bao nhiêu chia cho số mol là 0,1. 24,72 trừ 1,04 nhân 18 bằng chia 0,1 bằng 60. 60 thì trừ đi 17 bằng 43. Vậy thì phân tử khối của ancol này bằng 60. Vậy suy ra ancol của chúng ta nó chỉ có thể là C3H7OH. Được chưa? Vậy ancol ta là C3H7OH nhá. Số mol KOH ban đầu là 0,13. Được chưa? Vậy chất rắn của chúng ta nó sẽ bao gồm là gì? Là RCOK. Mà số mol ancol là 0,1, vậy suy ra số mol este này phản ứng chỉ có 0,1 thôi này. Vậy suy ra KOH dư là 0,03. Vậy tới đây mình sẽ có 10,08 thì bằng 0,1 nhân với R cộng với cụm đằng sau này này. 44 cộng 39 83 cộng với 0,03 nhân 56. Hoàn toàn tới đây mình tìm được R bằng 10,08 trừ đi 0,03 nhân 0,03 nhân 56
trừ đi 0,1 nhân 83 bằng 10,08. Thế thì ở đây ngay lập tức là mình sẽ tìm được R của mình bằng 1. R bằng 1, vậy thì nó chỉ có thể là anh nào thôi? HCOO C3H7. Ủa dễ thế. Phần trăm khối lượng của muối trong Y. Vậy muối trong Y này nó sẽ là HCOOK với số mol là 0,1 nhân với 1 cộng 44 cộng 39 bằng chia cho 10,08 bằng nhân 100. 83,3%. 83,33% thì nó gần với lại bao nhiêu? 83,33 thì nó gần với 85 hơn. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. 83,33 nó gần với 85 hơn. Đấy, đấy là xong câu số 4 nha các em nha. Mình sang câu tiếp theo, câu cuối cùng, câu số 5. Câu số 5 càng hơn nhiều. Đúng không ạ? XY là 2S tan NO đưa 2 chức. XY là 2S tan NO mà 2 chức mạch hở. XY là 2S tan NO 2 chức mạch hở. X hơn kém Y một nguyên tử carbon. Z là một este không no, một nối đôi CC, hai chức mạch hở. Đun 72,48 gam hỗn hợp E chứa XYZ với 360 gam dung dịch NaOH vừa đủ. Thế mình tìm được số mol NaOH, 360 nhân với 0,12 bằng 43,2. Mình tìm được số mol chia 40 bằng 1,08 mol. Thu được hỗn hợp chứa hai muối và hỗn hợp F gồm hai ancol đơn chức hơn kém nhau một carbon. Được chưa? Và hỗn hợp chứa hai muối. Đun F với CuO dư thì thu được hỗn hợp hơi anhít tỷ khối so với hydro là 97/6. Vậy phân tử khối bằng 97/6 nhân 2 là bằng 97/3. Mặt khác đốt cháy 24,16 gam E. Đây E đây, 24,16 thì cần 0,92 mol oxy. Thế từ từ đã, bình tĩnh đã. Mình nhìn thấy này, thằng E này hai chức rồi. Vậy từ đó mình tìm ra được số mol của E. Bởi vì như vậy là bọn này X, Y, Z đều hai chức. Vậy nó sẽ là 1,08 chia 2. Tổng số mol của E bằng 0,54. Với bài khó này mình gỡ gần dần. Bây giờ giả sử như đốt 72,48 gam này đi, thì mình sẽ ra được là số mol của CO2 và H2O. Mình đặt nó là A và B, được không ạ? Thế thì đây đốt cháy 24,16 thì cần 0,92. Vậy bây giờ bố đốt 72,48, 72,48 chia 24,16 bằng 3 lần. Vậy nhân 3 lên, 0,92 nhân 3, 2,76 mol oxy. Vậy mình đã có biểu thức đầu tiên là bảo toàn khối lượng 72,48 cộng với 2,76 nhân 32 bằng 44A cộng 18B, một phương trình. Phương trình thứ hai mình đi, phương trình thứ hai mình đi bảo toàn oxy. Bởi vì bọn này đều là hai chức, vì vậy nó có 4 oxy nên nó sẽ phải là 0,54 nhân 4 cộng với 2,76 nhân 2 thì bằng 2A cộng B. Và đến đây mình tìm AB. 44 bằng 18 bằng 72,48 cộng 2,76 nhân 32 bằng 2 bằng 1 bằng 0,54 nhân 4 cộng 2,76 nhân 2 bằng A bằng 2,82, B bằng 2,04. Rồi,
A bằng 2,82, B bằng 0,4. Ý, khó quá. Bài này khó thật. Mình thấy một điều này. NCO2 lớn hơn nước đúng không? XI no 2 chức, Z không no, một đôi CC2 chức. Khó à, khó. Quá khó luôn. Mình đặt đi, mình đặt tổng số mol X và Y này là X. Thôi mình cứ tách ra đi. Được không? Thôi đặt tổng số mol XY. Thì thằng Z này là Y. Thì có phải mình sẽ có cái biểu thức là X cộng Y thì bằng 0,54 không? Một cái biểu thức cháy. Anh này no 2 chức mà. Thì mình sẽ luôn luôn có là NCO2 trừ N nước thì luôn bằng no 2 chức thì cho 2. No 2 chức vậy nó có 2π. 2π là 1, 1 lần x. Cộng đây là không no một đôi CC 2 chức vậy là 3π, vậy nó sẽ chỉ còn là 3 trừ đi, vậy là 2 lần y. Đấy, và bằng NCO2 trừ N nước là 2,82 trừ 2,04. 2,82 trừ 2,04 bằng 0,78. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được x và y. 1 bằng 1 bằng 0,54 bằng 1 bằng 2 bằng 0,78 bằng x bằng 0,3, y bằng 0,24. X bằng 0,3, y bằng 0,24. Được chưa? X bằng 0,3, y bằng 0,24. Tiếp tục xử lý lấy bọn anhydride. Mình có là số mol thằng anhydride thì nó sẽ bằng số mol thằng ancol. Mà đây là ancol đơn chức nên số mol ancol đơn chức là 1,08. Thì dẫn đến số mol anhydride cũng là 1,08. Phân tử khối của anhydride là 97,3. Phân tử khối trung bình của nó bằng 97,3. 97,3 thì nó chính bằng là 97 phần 3. 32,3. Thế thì chắc chắn là một thằng nó chỉ có 30 là HCSO rồi. Mà hơn kém nhau một carbon, vậy thằng còn lại nó phải là CH3 CSO. Đúng không ạ? Thế bây giờ đơn giản rồi. Mình đặt cháu này là U, cháu này là V. Thì mình sẽ có hệ phương trình về khối lượng của anhydride, về số mol của anhydride trước là U cộng V bằng 1,08. Phương trình thứ hai là về phương trình thứ hai là về khối lượng của anhydride. Anh này là 30V cộng 44U thì bằng 97 phần 3 nhân 1,08. 912. 1 bằng 1 bằng 1,08 bằng 44 bằng 30 bằng 97 chia 3 nhân 1,08 bằng U bằng 1,18, V bằng 0,9. Vậy suy ra hai ancol đơn chức, một ancol nó sẽ là CH3 OH là 0,9. Một ancol kia nó sẽ là C2H5 OH là 0,18. Rồi, ra được hai cháu ancol. Thế thì bây giờ hỗn hợp muối đi. Hỗn hợp muối của chúng ta bây giờ nó sẽ là đều là muối hai chức mà. Vậy thì nó sẽ là một anh là R COOR1 CONA tất cả hai lần. Và một anh là R2 COONA cũng tất cả hai lần. Đây anh này một anh là 0,3 mol. Một anh là 0,24 mol. Được chưa? Mình bảo toàn khối lượng, mình tìm được khối lượng của muối. Bảo toàn khối lượng. Mình tìm được khối lượng của muối. Mình có là khối lượng của muối thì bằng 72,48 cộng khối lượng NaOH là 1,08 nhân 40 thì bằng khối lượng của hỗn hợp ancol cộng với khối lượng của muối. Thì phải là mình sẽ suy ra
72,48 cộng với 1,08 nhân 40 bằng 115,68. Được chưa? Trừ đi khối lượng của ancol. Đây khối lượng ancol này 0,18 nhân 46 cộng với 0,9 nhân 32 37,08 thì bằng m muối. M muối là 0,3 nhân với R1 cộng 67 nhân 2 cộng với 0,24 nhân với R2 cộng 67 nhân 2. Ở đây mình sẽ có suy ra 115,68 trừ 37,08 bằng 78,6 thì bằng này 0,3R1 cộng với 0,3 nhân 67 nhân 2 bằng 40,2 cộng 0,24R2 cộng với 0,24 nhân 67 nhân 2 bằng 32,16. Vậy suy ra mình sẽ có 0,3R1 cộng 0,24R2 thì sẽ bằng 78,6 trừ đi 40,2 trừ đi 32,16 bằng 6,24. Vậy ở đây tất cả cùng chia cho 0, mấy nhỉ? Tất cả cùng chia cho, đây là 0,3 và 0,24 thì tất cả cùng chia cho 0,03 đi. Nhỉ? 0,15. Không, 0,6. Bộ số chung là 0,6. À không phải, 0, bộ số chung là 0,06. 6,24 chia 0,06 bằng 104. Thì bằng 0,3 chia 0,06 bằng 5R1 cộng 0,24 chia cho 0,06 bằng 4R2. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn ở đây bây giờ mình sẽ có lập bảng R1, R2. Được chưa? Giờ lập bảng R1, R2. Một anh là 5, một anh là 4. Thế bây giờ R1 bằng 0, R1 có quyền bằng 0 nhá, thì R2 bằng bao nhiêu? 104 chia 4 bằng 26. Ủa, lấy luôn 26 nó chính là C2 24 mất rồi, CH2 à? Ôi thỏa mãn luôn ạ. Thỏa mãn luôn. Xịn chưa? CH2 vậy là xong rồi. R2 là CH2. Vậy thì suy ra anh này chắc chắn là COONA tất cả hai lần này. Còn anh này nó là C2H2 COONA tất cả hai lần. 0,3 và 0,24. Được chưa? Để bài hỏi cái gì? Khối lượng của Y ở bên trong hỗn hợp E. Thế bây giờ mình phải suy ra ST. Bây giờ mình phải suy ra ST. Z là 0,24 rồi. Thế vậy suy ra ZT2 trước này nó sẽ là C2H2 COO 0,24 này thì căng nhỉ. Ừ được, thằng CH3 CH3 tất cả hai lần thì số mol của nó là 0,24. Thế thì lượng số mol của CH3 còn lại nó sẽ là 0,24 nhân 2 bằng này 0,9 trừ N bằng còn lại là 0,42. Vẫn lớn hơn CH5OH. Nên X mà kém Y1 carbon để bài cho nhé, X kém Y1 carbon thì X chỉ có thể là COOCH3 tất cả hai lần. Được chưa? Với số mol là 0, chưa được. COCH3 tất cả hai lần với số mol là bao nhiêu thì chưa chắc được. Và thằng còn lại này, thằng Y này, nó sẽ là COOCH3 và COOC2H5. Thì số mol của C2H5 trong này nó sẽ là 0,18.
Thì ở trong này thằng CO CH3 nó sẽ còn là 0,9 này, 0,42 trừ đi 0,18 thì còn là 0,24. 0,24 mà chia cho 2 thì bằng còn 0,12 phần trăm khối lượng của Y. Thế bây giờ tìm được Y rồi. 44 nhân 2 cộng 15 cộng 29 bằng nhân 0,18 bằng chia 72,48 bằng nhân 100. 32,78%. Ơ, của thầy bị lệch. À, đề bài hỏi khối lượng của Y thôi ạ. Đề bài hỏi khối lượng của Y thôi. 23,76. 23,76 đáp án đúng là đáp án B. Đấy. Thì trên đây chúng ta vừa nhìn thấy một câu, thầy vừa hướng dẫn chúng ta giải một câu ST mức độ vận dụng cao. Đây là câu ST mức độ vận dụng cao. Dành cho tất cả các bạn và các em nhá. Ok ạ, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy. Bạn nào muốn tìm hiểu các khoa học của thầy thì có thể vui lòng inbox cho fanpage hoặc nick Facebook của thầy. Ok. Bye bye, chào tạm biệt.